Mà về lần đầu tiên về nhà anh để mà gặp ra mắt ba mẹ thì ba anh mới nói là ba hối cưới lẹ đi, nhìn ảnh nhát nhát vậy chứ mà ba nói là nó dắt về nhiều quá ba mệt quá, cho nên là hả ba nói là khi nào mà cưới á xác định cưới dắt về, để hôm nay dắt con về thôi hai đứa cưới lẹ. Bao lâu thì cưới? Thì xong quen thì 9 tháng sau. 9 tháng sau là cưới. Trong 9 tháng rồi yêu nhau rồi có gây lộn rồi có hỉ nộ ái ố rồi có sống đỡ không? Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Thuận với lại chị Vân. Em tên Yến, năm nay em 40 tuổi. Hiện tại em làm kế toán và em đang ở quận 8. Chào Yến. Dạ. Rồi mời ông Yến, xã của Yến kế toán quận 8. Mình tên là Võ Trung Kiên. Năm nay mình 48 tuổi. Nên mình đang làm là công việc là kinh doanh về vận tải. Rồi bây giờ không biết là cái mối tình của Kiên với Yến nó bắt đầu như thế nào nè, và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì vậy không nè? Hai đứa làm chung công ty á, em là kế toán còn ảnh là nhân viên kinh doanh, thì tháng nào cũng gặp nhau hết trơn á. Gặp để lãnh tiền thưởng chứ không gì. Nhưng mà hai đứa không có để ý nhau. Em thì em thấy ảnh là nghiêm lắm, không có gần cho nên không thích nói chuyện. Tình cờ là đi sinh nhật một người bạn chung công ty, thì hai người ngồi chung với nhau, ngồi kế nhau. Thì lúc đó mới nói chuyện với nhau. Thì thấy ảnh lúc đó cởi mở, vui vẻ. Xong rồi ảnh rủ em đi cà phê. Thế qua ngày hôm sau ảnh qua anh chở em đi cà phê. Thì cũng chưa có quen nữa. Bữa đó đi cái ảnh kể hết, từ đầu tới cuối là gia đình sao, công việc như thế nào, chuyện của bản thân ảnh sao, ảnh kể hết. Đề nghị là hai đứa quen. À, là tỏ tình ngay cái hôm là đầu cái tiên. Bữa cà phê đầu tiên là coi như ảnh cởi mở đó vậy luôn. Dạ đúng rồi. Thì em thấy ảnh thẳng thắn với lại thiệt tình á. Rồi Yến sao? Yến có nhận lời luôn không Yến? Nhận lúc luôn đó cũng ngại ngại. Ngại ngại rồi dạ. nhận luôn ha. Dạ nhận luôn. Nhận cái dễ gì. Dạ. Kiên lúc vậy lúc đầu vô mà Kiên gặp Yến vậy nè, rồi Kiên đã có một cái cảm tình gì chưa, hay là chỉ có thấy phát tiền thưởng đầy đủ thì thấy cũng được rồi này kia? Mới đầu mình nhìn thì thấy cái cô bé này làm kế toán nhưng mà lại rất là nhỏ, giống như là admin vậy đó. Thì mình lúc đó thì cũng cái chênh là cái độ tuổi nó có, nhưng mà chưa có nghĩ gì cả. Cái ấn tượng đặc biệt nhất là trong các cái lần mình đi công tác ở ngoài về chi phí này nọ thì ở văn phòng sẽ làm, nhưng mà từ đó thì chưa bao giờ có cái người nào mà làm kế toán hay là làm những cái công việc đó không phải là công việc của họ. Thì cho nên tự nhiên mình nhận một cái tin nhắn là cái tiền tạm ứng của anh có rồi đó, là mình cảm thấy là nó có một cái sự gì được đó nó quan tâm đúng không? Rồi. Thì mình mới cảm giác thấy có cái động lực ở trong cái công việc đó. Bình thường thì thấy là ít, rất ít nói, chỉ làm cái công việc của mình thôi không ấy, nhưng mà khi ngồi tiếp xúc gần thì lại cởi mở nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng mà hai gia đình mà lúc mà tụi em về gặp người lớn á, thì mọi sự suôn sẻ hết, có cái gì được ủng hộ không? Suôn sẻ lắm chị. Chứ em nhớ cái lúc mà về lần đầu tiên về nhà anh để mà gặp ra mắt ba mẹ, thì ba anh mới nói là ba hối cưới lẹ đi, nhìn ảnh nhát nhát vậy chứ mà ba nói là nó dắt về nhiều quá ba mệt quá, cho nên là hả ba nói là khi nào mà cưới á xác định cưới dắt về, hôm nay dắt con về thôi hai đứa cưới lẹ. Bao lâu thì cưới? Thì xong quen thì 9 tháng sau. 9 tháng sau là cưới. Trong 9 tháng rồi yêu nhau rồi có gây lộn, rồi có hỉ nộ ái ố, rồi có sống đỡ không, chia đó. Tay chia đó. Chân rồi có ghen tuông ì xèo được không? Dạ không, cái ghen tuông rồi cãi lộn là không có chị. Có luôn hả? Nhưng mà em nhớ là được quen ảnh xong mà cái em bị lên ký á chị. Chắc anh vẫn là đi ăn hoài chiều hả? Nào cũng vẫn đi ăn hết trơn á. Hai đứa làm chung cơ quan là sáng vô đã gặp rồi. Hình như hồi đó ảnh làm ở bên Tây Ninh phải không anh? Tây Ninh. Từ mà 7, Cộng Hòa mà chạy lên Tây Ninh á, rồi xong rồi chiều về phải ghé cơ quan chở em đi ăn. Còn bữa nào em về sớm á, là nhà em bên Tân Phú á, là anh chạy về quận 7, anh tắm rửa sạch sẽ xong chạy ngược về Tân Phú đón em đi ăn. Ủa xa lắm. Là ngày, dạ xa lắm. Nói nghe nè, bộ ngoài cái đi ăn rồi còn có một cái thú vui giải trí gì khác ngoài cái đi ăn không? Dạ đi ăn rồi đi coi phim vậy hết chị. Dạ. Người rất là thương yêu em vậy. Dạ. Chắc là người cái tiếp người này ngoài mặt thì vậy nhưng mà bên trong là một người rất là lãng mạn. Có không? Có lãng dạ mạn không? Không có lãng mạn chị ơi, lãng xẹt không hà. Lãng xẹt không hà. Trời ơi, chị có biết là từ lúc mà cưới là 2019.
tới 2015 là không có tặng em cái gì hết trơn á. Sinh nhật 28 tháng 3, 20 tháng 10 tất lần tao không có tặng gì hết trơn á. Tức là trước khi cưới là có cầu hôn không em, hay là cưới luôn? Thật sự là không có cái buổi cầu hôn đó. Và coi như cái buổi mà cà phê đầu tiên là coi như là cái buổi tỏ tình luôn rồi. Tỏ tình luôn rồi. Xong rồi hành động không à. Hành động đó chị. Cho nên em thấy cái người là người ta không có ít nói, thường những người ít nói là người ta chỉ làm thôi. Như vậy là cho hành nên động em chứ. Cảm nhận được cái tấm mà chân tình của anh. Làm là ý là em nói là đó. Giống như là đưa em đi, đưa ăn, đi ăn rồi này, ha. Này kia nọ. Dạ đúng rồi. Sau khi cưới thì không biết hai vợ chồng nó có phẳng lặng như lúc chưa cưới hay không. Ảnh thì ảnh cái tính của ảnh từ xưa giờ là hời hợt rồi. Thì em đi đúng, làm hời cũng là một tật xấu đó. Em vừa đi làm ha. Xong rồi về là phải lật đật nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Mà ảnh thì hời hợt mà. Cho nên thấy vợ làm kệ, vợ làm đi. Còn mình đi vô coi tivi hay là chơi game. Đó chơi game á, cho nên là khi mà con tới tuổi mà cần tiếp xúc với cha mẹ thì lại không có gần gũi con. Đó, rồi xong rồi đi làm, nhiều khi em biết là trên cơ quan có những cái áp lực. Khi mà về nhà thì có gì cứ nói với vợ đi, đâu có sao, vợ sẽ thông cảm. Đằng này cứ ngồi chơi game riết, không nói gì hết trơn thì cứ im lặng như vậy á. Rồi không chịu chia sẻ, không có vui nữa. Mình nói tới thì lại cấu gắt với mình. Mà thật sự em nghĩ em không biết em đã làm cái gì mà để cho cấu gắt nữa. Ngoài dạ, game thuốc nữa. Ngày mấy gói? Ngày hả? Tại vì đi làm cho nên em cũng không biết nữa. Dạ chị, ngày ba gói đó. Dạ. Bỏ đâu em. Dạ. Một lần hứa bỏ, lần sau hút double lên. Dạ hứa lần đó thôi chị. Chẳng thà đừng bỏ chứ hả? Hứa bỏ xong hả em làm một hút lại, hút nhiều hơn nữa. Bây giờ em mong ước ổng thay đổi cái gì? Anh bớt hút thuốc lại, rồi bớt chơi game, về phụ vợ, coi ngó có gì thì phụ vợ để đỡ việc cho em á. Rồi giờ tới em. Tần xấu thì cũng có khi ngủ lại ngáy to hơn bình thường một tí. Ủa nhưng mà là Kiên có ngáy không? Dạ có. Dạ có. Trời ơi, ngáy lớn luôn nữa. Thôi ngáy qua ngáy lại. Mà cứ nói em là ngáy xong rồi hay em nói để nó đi. Bữa nào ngáy thì em quay lại. Ghi âm lại cho anh nghe. Trời lại. Ơi, tôi là trời chẳng ơi. Những vợ ghi mà còn con gái tôi nó cũng ghi âm lại luôn. Trời nghe tiếng ngáy cứ sợ luôn vậy đó. Rồi lúc có những cái ngay một cái thời điểm gì đó thì nóng tính thì lại là nóng tính với mấy đứa nhỏ. Nhưng mà tại vì cái suy nghĩ là theo cái suy nghĩ của mình chứ chưa phân tích theo cái chiều hướng của mấy đứa nhỏ. Cho nên là nóng tính đó. Đó, có cái điều là ăn hơi lâu. Dạ. Không phải vừa ăn mà vừa làm gì? Không vừa phải, ăn, không, vừa coi game hay là thường coi TV. Ăn bình thường nhưng mà ăn rất là lâu, tại vì lý do ở chỗ là nguyên dọn cơm cả nhà cùng ăn, ba cha con ăn xong rồi coi TV chuẩn bị đi ngủ luôn mà mẹ vẫn còn ăn. Ủa, mẹ chắc mẹ ăn sau cùng đó. Mẹ dọn dạ, xong rồi sao mẹ ăn? Em nhai cho kỹ để cho nó tiêu hóa cho tốt hay sao? Không, cái này tôi đồng cảm không nổi. Em sợ bị đau bao tử cho nên em ăn chậm lắm. Chị cũng vậy đó, chị ăn rất chậm, chị ăn chị thưởng thức á em chứ dạ. Không phải là chị ăn. Nhưng mà cái chậm lùa của chị em biết là nó có thể chấp nhận. Còn qua ông Kiên ông kể đó, ba cha con ăn xong rồi để coi TV sắp ngủ rồi bà vẫn còn ăn. Tức là chậm lắm nha. Bà là người dọn ra đồ ăn nè, dọn này thiếu này cái là chạy tăng tăng toàn đi vô lấy. Đó, rồi thiếu này thì nó phải không? Dạ dạ đúng rồi. Rồi coi là bà là người ngồi ăn sau cùng. Dạ đúng chính xác. Còn chị. Mấy cha con là đồ ăn có cái gì ra là ăn đấy, không có chờ đủ. Không chờ, đúng chờ mẹ. Trời vừa ơi. Ăn xong cái đồ kéo nguyên qua bên cái sofa ngồi coi TV hả? Đúng rồi. Rồi giờ Kiên mong muốn cho bà Yến của mình á, bà thay đổi điều gì nhất? Chồng chỉ có muốn bớt đi cái sự nóng tính. Và nhân cái kỷ niệm đặc biệt là đến với chương trình này thì Kiên có điều gì muốn nói hay không, hay là có một cái điều gì bất ngờ dành tặng cho Yến hay không? Thì anh cũng xin lỗi những cái khoảnh khắc đó thì anh cũng nóng tính thì anh đã hành động nó nói chung là không thôi là phát ngôn nó cũng không có vừa phải với vợ. Thì qua chương trình này anh cũng xin lỗi vợ. Thời lúc mà mình quen nhau thì anh chưa có một cái lời cầu hôn cũng như là có một cái buổi cầu hôn. Thì hôm nay anh chính thức, anh muốn cầu hôn vợ cho nhiều năm tiếp theo. Ôi quà. Thường là cầu hôn là hay có hiện kim lắm. Hồi nãy ông để nó hiện kim đó. Đóng nổi lên kìa. Trời ơi Yến ơi, thiệt á. Trời ơi, đôi bông. Trời ơi, đôi bông này tự nhiên mình nghĩ tới cái miền quê sông nước của mình ở miền Tây á, là bà mẹ lúc nào nhiều. Con đi lấy chồng là cũng có cái đôi bông tai á. Rồi, quá chúc mừng hai vợ chồng nghe. Rồi, hung cái. Rồi.
trò chuyện sâu sắc. Thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, em là Trần Minh Tài. Năm nay em 24 tuổi, thì em hiện tại đang là huấn luyện viên thể hình. Dạ, xin chào anh chị. Em là Trần Thị Mai Mai. Năm nay em 39 tuổi. Hiện tại, trước đây em là một ca sĩ, nhưng mà hiện tại em là một nhân viên của một phòng kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu. Ồ, như vậy là hai vợ chồng là có số tuổi là nó trên chút xíu, đúng không? Dạ. À, vậy thì cái cơ duyên nào khiến xui chàng BT gặp nàng ca sĩ? Dạ, em gặp vợ em lúc đó là em mới 16, 17 tuổi. Thì thời điểm đó là em đang đi phụ cho bạn em. Bạn em là làm về ảo thuật. Thì em đang là người phụ diễn cho bạn em. Thì là vợ em lúc đó đang là giống như cô của bạn em vậy đó. Dạ, có thể là người yêu của thầy bạn em. Người yêu của thầy bạn em đó. Dạ. Lúc đó em trong một mối quan hệ cũng là một người nghệ sĩ. Trước đây em làm nghệ sĩ thì trong cái show diễn á, thì sẽ có một cái bạn ảo thuật gia. Thì hai bạn là một bạn thân. Còn cái bạn đó gọi em bằng chị. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Lúc đó hình như là 26-27 tuổi. 26-27 tuổi. Rồi cái ấn tượng đầu tiên khi mà gặp Mai Mai, Tài còn nhớ không? Dạ nhớ. Cô ấy làm sao? Quá dữ. Quá dữ. Quá dữ. Quá dữ. Chửi bạn em là tắt nắng luôn. Mỗi lần mà bạn em làm sai gì là em nghe tiếng thôi là em biết em trốn chỗ khác rồi. Mà em có bị chửi bao giờ chưa? Chưa. Làm tốt lắm mà. Nếu mà dị ứng đúng không? Dạ hơi sợ. Thời điểm đó mới 17-18 tuổi đâu có. Không, nhỏ hơn á, 16 á. Trời ơi, 16 nó còn quá trẻ luôn đó. Dạ. À, em thấy cái thần thái của cổ trình diễn nó như thế nào? Nó kiểu như là khác xa với mình tưởng tượng. Giống như là trước giờ em nghĩ là ví dụ ca sĩ lên hát thì là cũng sẽ giống như là người ta thu đĩa người ta phát ra thôi. Đặc biệt là với cái bộ môn đó mà em lên thấy vợ em hát live mà còn hát hay nữa. Thành ra lúc đó là idol luôn. Lúc đó là idol luôn. Nhưng mà rồi sau đó là có tìm đủ mọi cách để tiếp cận với idol và tỏ tình với idol? Dạ không dám. Không, tại thực vì sự lúc đó không có một cái mối quan hệ nào giữa hai chị em, phải nói là như vậy. Rồi đến khi nào thì bắt đầu mới có. Thật ra khi mà gặp nhau thì ai cũng trong mối quan hệ yêu đương hết. Nhưng mà tới cái thời điểm mà em biết được rằng là cái người bạn trai của em đã cắm sừng em rồi á. Thì lúc đó em vừa mới sanh một em bé năm 2020. Thì thời điểm đó là đỉnh dịch đầu tiên, mọi người đều phải ở trong nhà và em thì vừa con cái và em là con một, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, cái kinh tế nó rất là khó khăn. Chồng em thì lại rơi vô một cái kiểu là bị thất tình. Mọi người cứ liên lạc với nhau trên Facebook thôi, thì lâu lâu cái thấy những cái cáp rồi đó thì thấy hỏi là ồ em dạo này em sao rồi, ổn không, cũng chia sẻ nói qua nói lại. Thì trong cái giai đoạn tâm sự đó thì với cái vai trò là một cái người em á, ông xã em có gửi cho em mỗi tháng 5 triệu. Với một cái lời là tại vì bây giờ em thấy chị cũng khó khăn về mặt kinh tế quá, thì em coi như là em giờ vẫn còn có thể chạy bên ngoài, vẫn còn thể đi làm, thì em gửi cho chị mượn 5 triệu mỗi tháng để chị mua sữa cho em bé, rồi khi nào hết dịch chị đi làm lại á thì chị gửi lại cho em cũng được. Ủa sao Tài lại có một cái sự chia sẻ mà nó rất là em, trời ơi, người ta yêu đơn phương. Ủa? Người ta yêu thầm. Tại vì qua một hai lần có nói chuyện trước đó thì thấy là vợ em thời điểm đó là một người rất là biết suy nghĩ cho gia đình. Thì sau đó thì về thì vợ em tỏ tình trước. Thì có một cái buổi tối là có đi uống cà phê thì nghe chồng em tâm sự về cái cuộc sống, rồi cái cách nhìn cuộc sống, cách đối xử với người này người kia. Em mới nói ồ, hóa ra cái bạn này rất là trưởng thành. Thế là cái một thời gian sau, được khoảng hình như là hơn 3 tháng á, cái tình cảm mình cũng có rồi và mình cũng đã bật cái đèn xanh cho bạn này rồi. Tại vì em nói là nếu mà chị không thích một người nào đó, chị khó mà chị ngồi chị có thể nói chuyện với họ lâu như thế này lắm. Nhưng mà lúc đó cũng không thấy chồng em rụt rịch gì hết. Em dễ nói nếu mà bây giờ với cái kèo này á mà mình không nói thì cho ông 10 tỷ ông cũng không dám nói. Một phần là ổng đang idol mình, một phần nữa là mình đang chị ổng rồi, có nhiều cái nỗi sợ của ổng. Thì em mới nhắn cho ổng một cái tin trên tin nhắn là thôi thì bây giờ chị thấy hai chị em mình ai cũng rảnh hết á, mình giả bộ yêu nhau cho nó bận rộn được không? Khi nhận được cái tin nhắn đó em thấy như thế nào và em trả lời sao? Dạ trả lời liền luôn là ok chị. Ok chị. Em cũng đã thích chị rồi đúng không? Dạ. Khi mà em nhận lời lúc đó là thứ nhất là có đổi cách xưng hô không? Cái thứ hai là bắt đầu tiếp cận với
phải tiếp cận với con Mai chứ, đúng không? Đó thì cái diễn biến cái tình cảm của hai đứa như thế nào? Thì mới đầu em thấy cái chênh lệch tuổi tác như vậy thì em cũng hơi ngại để mà thay đổi, thì em sẽ kêu vợ em bằng chị mà em xưng anh. À chị với anh. Đúng rồi, anh. Chị với Mai anh. Ơi, anh nói cho chị Mai nghe nè. Dạ đúng rồi. Dễ thương không? Đó. Rồi chị xưng anh xong một thời gian sau thì mới dần dần đổi qua thành anh với em. Đó. Rồi còn cái vấn đề về con trai của vợ em thì là em lựa cái thời điểm đó là Tết, và thời điểm đó là hình như là vợ em chưa có nói với lại, nói chung là chỉ hơi mấp mé với lại gia đình bên vợ em thôi, là có người yêu nhỏ tuổi gì đó. Thì lúc đó là mùng 4 thì ông bà ngoại là có về quê, thì em ra nhà không có ai hết, thì em mới nói là em ơi cho anh qua anh chơi với con tạo cái tình thương. Thì lúc đó là qua chơi, mà cái bữa đầu tiên qua gặp nó thì nó nhìn mình nó quá là sợ đi. Tại thời điểm đó rất là bự, nên vừa nhìn cái là chui thẳng xuống dưới váy mẹ nó trốn luôn. Dở cái váy lên á, dở cái váy em lên xong đứng ở trong bếp run run run. Nhưng mà gào khóc tại vì giống như nó có để râu không? Dạ không, nó không để râu. Mà bự con. Dạ đúng rồi. Trận. Dạ. Mãi sau này chồng em chịu khó qua đưa đi ngắm hoa ngắm cảnh, tại vì trong dịch thì không có đi. Cái ngày đầu tiên đi ra ngoài gặp người lạ đầu tiên cũng là chồng em. Mà đi ra ngoài người đầu tiên đưa cậu bé ra ngoài cũng là chồng em luôn. Thì ẩm đi rồi hái hoa bắt bướm chỉ con này con kia. Lúc là từ từ. Lúc dạ. Là bé mấy tuổi? Là lúc đó 2 tuổi hơn chút. À đúng rồi, đúng rồi. Vậy là nó quấn. Bây giờ em nói, bây giờ sẵn thì em nói luôn, bây giờ là nó đối với bố Tài sao? Trời ơi, nhất, ba là nhất. Nhiều khi gọi điện thoại chị hỏi là Bobby đâu rồi mẹ? Cái em nói là Bobby con đi làm. Vậy thôi nha, mẹ đi làm đi. Chứ còn không quan tâm em làm gì á. Dạ. Rồi trong quá trình yêu nhau á, với một sự chênh lệch tuổi tác quá lớn như vậy á, thì mình có xung đột gì về lý tưởng sống, về cái cách mà hưởng thụ cuộc sống, hay là những cái quan niệm về ăn uống, về đi chơi, đồ này kia nọ đó, thì có mâu thuẫn hay không? Do áp lực về tuổi tác đâm ra là mọi thứ là em chiều theo ý vợ em. Đó. Chỉ nói sao mình nghe vậy không có cãi đó. Đó là dựa theo cái định luật bảo toàn tính mạng. Luật bảo toàn tính mạng. Đúng rồi. Dạ. Đó, thì là vợ em thích kiểu như là thích đi ăn uống ở ngoài đường, đi ăn mấy quán cóc hay là quán ốc gì đó thì em cũng chở đi. Xong rồi em thì cũng thích đi du lịch, vợ em cũng vậy, thì cũng lâu lâu cuối tuần hai đứa đèo nhau đi. Thì đặc biệt á là vợ em cũng có một cái đam mê giống em, đó là đam mê về xe, về phân khối lớn. Thì là em có một đợt em bất chợt em lấy chiếc phân khối lớn của em ra, em hỏi là vợ em ơi giờ đi Đà Lạt không, lúc là 11 giờ đêm rồi. Thì là vợ em hỏi giờ đi giờ nào về, kêu sáng hôm sau về, cái chần chừ suy nghĩ hỏi đi là em chạy qua tới nhà em rước đi luôn. Trời đất ơi, coi như đi buổi tối thì gần tờ mờ sáng mới tới nơi. Rồi chắc uống liều phê, ăn hủ gia uống rồi về luôn hả chị? Trời, bây giờ nhiều lắm luôn đó chị. Tụi em có cái tên gọi là tour giật giật. Tour giật giật. Không nhận là giật giật là đi gì đó. Rồi, bao lâu thì, có nghĩa là cái tình yêu của các em là bao lâu thì mới cưới? Mới cưới đó, luôn là em là cái người sẽ đưa ra quyết định. Em có hỏi chồng em rằng, em hỏi thiệt anh giờ anh yêu em thật hay là em yêu em chơi? Nếu mà anh yêu thật thì tính theo thật, mà chơi thì để em biết được em tính. Thế nói anh yêu em thật. Cái nói vậy anh về nói ba mẹ đi làm đám cưới. Hỏi cũng được nữa. Tại giờ em cũng không phải đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà nếu mà nghiêm túc thì chơi theo kiểu nghiêm túc đi. Thế là hôm sau anh về anh hỏi gia đình thiệt. Thì lúc đó cái câu trả lời của ba mẹ chồng em á, với là cái câu bất ngờ. Sao? Anh nói thì lúc đó em về em hỏi ba em, mà mẹ em biết rồi. Mẹ em hỏi mẹ em trước, mẹ em kêu tùy, tự quyết định đi con. Rồi hỏi tới ba thì ba em mới làm bất ngờ. Tại vì thường đó giờ ba em trong mắt em là người rất là nghiêm và khó. Thì khi mà em nói với ba em kêu suy nghĩ kỹ chưa? Rồi bây giờ mày coi như là mày vô sinh đi, coi con của mày, con của mày thì mày cưới. Bà quá tuyệt vời luôn. Chú hay quá chú. Chú rất chú. Rất con rất là bất ngờ, là phải nói là sẽ được thể hiện một cái
ngưỡng mộ nè, ngưỡng mộ quá với cái quan điểm. Sau khi cưới về đó, em có cảm nhận được cái cuộc sống em nó thay đổi nè, ở gia đình bên chồng em có nghĩa là thân thuộc và thân thiện như thế nào? Ngồi ở đây em có thể nói rằng cái từ hai lần em cảm giác được cái từ hạnh phúc đó là lần đầu tiên em đẻ con em. Là em biết cái từ hạnh phúc nó viết ra như thế nào, định nghĩa như thế nào. Và lần thứ hai đó là em lấy chồng em. Em cũng không nghĩ là em có thể gặp được một cái gia đình chồng hoàn hảo mà ông xã rồi ảnh trưởng thành á, những cái gì mà em trước giờ chưa có. Em còn nhớ ảnh quả nói em yên tâm đi, anh thì không có giàu có, nhưng mà em cần cái gì anh sẽ cho em cái đó. Em muốn danh phận anh cho em danh phận. Giờ và được cái là nộp hết lương cho vợ. Một ngày chỉ xin 60 ngàn thôi. Cái câu chuyện của em á hả, nó giống như là một cái giấc mơ vậy đó. Nhiều khi em nói với chồng em là em hy vọng là nó cứ kéo dài như thế này hoài, tại em cũng không muốn là anh thay đổi. Thì ông xã em cũng là một cái người trưởng thành một lần nữa, nói chung là trấn an mình, cho mình một cái sự an tâm. Mà hai đứa là định bao lâu, đến bao giờ thì sẽ có em bé thứ nhì? Dạ, cuối năm nay chị. Sau khi kết hôn đó. Thì mới về ở với nhau thì mới vỡ òa ra là có một số những cái khuyết điểm của bạn đời mình mà lúc mình yêu mình chưa thấy. Với Tài á thì em thấy có cái gì loài ra sau khi cưới? Chồng em á thì là thích nuôi thú mà không có chăm thú. Nuôi thú? Dạ, nuôi mấy con mèo, con nhím gì đó. Và vấn đề á là những cái đứa con của anh á, nó sẽ để lại cái hệ lụy là cái tường, mà ví dụ mình dán tường xốp á thì chỉ biết con mèo rồi đó, nó cào từ giáp dòng nhà hết trơn. Đó. Mà bây giờ em cũng không có cách nào để trị nó hết á. Xong rồi bây giờ chỉ là có chị qua chồng em thôi, thì để chồng em tự giải quyết cái tường nhà em. Rồi còn những cái nó, em thấy là những cái thói gọi là xấu thì không phải xấu, mà là chẳng qua chưa có cân đối được. Ví dụ như là chồng em thì mê xe, mê mô tô, thích độ xe. Nhưng mà không sao, quyền sinh sát trong tay em rồi, em phải duyệt mới được. Rồi còn tật xấu gì nữa? Còn cái nữa là những cái việc nhà không, anh không có lười, em khẳng định là không lười. Nhưng mà mình phải lên một cái thời khóa biểu cho anh thì anh mới làm. Trước khi em đi làm nói anh 9 giờ là phải rửa chén, 10 giờ quét nhà hay là cái gì đó, em phải giao một cái việc gì thì anh mới làm. Còn nếu mà tự khắc mà anh làm thì không có. Nhưng mà cái này cũng châm trước được, tức không là biết tự sáng tạo. Dạ, tức là châm trước được, tức là có kỷ luật là được. Rồi có ghen không? Cũng ghen nhưng mà cho nó là có cái gia vị thôi không? Dạ. Chứ bây giờ tất cả điện thoại rồi tài khoản nó đều minh bạch hết, tiền bạc nó cũng minh bạch. Với lại ảnh cài vô trong cái máy em á 7749 cái app mà định vị anh. Anh còn có cái màn mà làm nhục vợ nữa là em ơi, cái điện thoại anh mới mua anh mới cài cho em 5 cái app chụp hình, 6 cái app chỉnh hình đó em. Cái này là ý anh nói em xấu. Rất là hồn nhiên cài sẵn vô đó vậy. Rồi giờ em mong muốn Tài thay đổi điều gì? Thật ra thay đổi thì em nghĩ nó không có gì để thay đổi hết á. Cứ giữ nguyên vậy đó. Em chỉ mong là hai vợ chồng em giữ đúng cái phong độ này về làm việc, gia đình, con cái. Rồi bây giờ tới Tài đó. Sao em? Vợ em có những điều gì mà em cảm thấy em chưa hài lòng? Không biết nó có dám nói hay không đó, đó mới là cái vấn đề. Nó nói quá là về nó còn có 20% á. Dạ chưa hài lòng thì là chưa có. Nhưng mà có surprise sau khi cưới về thì có, tức nghĩa là có những cái bất ngờ. Là trước khi cưới là một người rất là nghiêm khắc, rất là nghiêm chỉnh trong công việc và làm việc thì gọi là không ai qua mặt được. Nhưng mà sau khi cưới về vợ em bị nhí nhảnh đột xuất. Bị nhí nhảnh đột xuất làm cho em thấy ủa cưới đúng vợ ông ta, ủa có bị đổi chị em ruột gì không. Xong rồi về nhà thứ nhất là làm nũng, thứ hai là hay nhõng nhẽo với chồng. Rồi còn gì nữa? Có ghen không? Ghen không? Dạ có. Đó, ghen thì nói ra không? Đi thì có ghen chứ sao không ghen. Cái câu chuyện này là nó nằm ở cái lúc mà trước khi cưới. Là lúc đó là em với vợ em có đi chơi. Thì công việc của em là luôn luôn khách khe khách hàng. Thì đợt đó là mới vừa quen thì cái khách nó vẫn còn đi theo cái luồng là cần một người tâm sự. Thì ok, đứng trên cương vị là một mình là một người thầy, ok em bị vậy đúng không thì giải quyết xong. Nhưng mà nó bị hỏi quá nhiều mà nó tự đưa ra những cái thông tin thân mật của khách của em. Thì vợ em đọc được, em hỏi tại sao làm huấn luyện viên mà lại tới mức này. Nhưng tâm sự đó. Tâm sự xong cái là bữa đó là mén lúc một xíu là điện thoại em bay vào tường. Là nóng. Dạ thêm mặt nóng nữa. Nóng ghen, nó ghen là ghen đó.
Rồi giờ cuối cùng là giờ mong muốn bé Mai Mai mình thay đổi điều gì nữa không? Mong muốn thì có, là cố gắng làm sao mà tự take care bản thân mình nhiều một xíu. Có nghĩa là có thời gian thì dành cho gia đình là tốt, dành cho những người xung quanh là tốt, nhưng mà mình không có trong đó là lại không tốt. Cái mong muốn của Tài là hoàn toàn đúng luôn. Dạ. Em phải có cái đề ba từ, đáng lý là từ cách đây cũng phải là mấy năm á. Dạ. Phụ nữ là 30 tuổi là bắt đầu phải đề ba cái vấn đề bảo vệ cái nhan sắc của mình. Dạ. Sức khỏe của mình rồi. Biết là ai cũng phải chi ly tính toán để trong gia đình, nhưng mà đến một lúc nào đó, đến khi mà mình muốn chăm sóc cũng không kịp. Hôm nay em nói chung là thời điểm này em cũng đỡ hơn rồi. Một phần là chồng em anh cố gắng anh làm á để cho kinh tế nó thoải mái hơn một chút xíu. Bây giờ lấy chồng thì nó cũng đỡ hơn ngày xưa là mình phải một mình vất vả. Nếu mà thực sự có một cái người để bảo vệ mình á, em vẫn muốn làm một cái, không làm sư tử nữa mà là một cái con mèo nhỏ để mà được bảo vệ. Cho nên em nói là anh nên nhớ rằng anh là cái người duy nhất thấy cái sự vô tri của em. Chứ bình thường không có ai biết đâu, với cái cấp bậc em bây giờ thì không ai thấy đâu. Dễ thương quá à. Dạ. Hai vợ chồng này rất là đáng yêu. Chúc cho hai vợ chồng Mai Mai với Tài cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ. Và qua năm sau hai vợ chồng sẽ chào đón một nàng công chúa. Dạ. Dạ. Đúng rồi, công chúa. Sẽ đến với gia đình của Mai Mai và Tài Tài. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Con xin kính chào toàn bộ quý vị khán giả đang đón xem chương trình Vợ Chồng Son ạ. Con tên gì? Con tên là Ngô Văn Khánh và mọi người hay gọi con là Khánh Ngô ạ. Khánh Ngô. Dạ. Công việc bao nhiêu tuổi và hiện tại ở đâu? Dạ. Hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội ạ. Và công việc của con thì hiện tại con đang là đồng sáng lập của tập đoàn dược mỹ phẩm Thái Hương ạ. Và năm nay con 28 tuổi ạ. Này, thế con quê con ở đâu? Quê gốc con ở đâu? Dạ, quê gốc con ở Thanh Hóa. Thế à? Thế dạ. Tại sao lại họ Ngô nhỉ? Tại vì cô cũng họ Ngô mà quê cô ở Bắc Ninh. Dạ. Hình như là ở Ngô, nếu mà Ngô ở Thanh Hóa thì phân ra nhiều loại ngô cô, ngô nếp và ngô tẻ cô. Chắc thế con là nếp hay tẻ? Con đến bây giờ thì con cũng chưa biết là con nếp hay tẻ. Chứ cô là cô thích ăn ngô nếp. Dạ. Ngon lắm. Ở trong miền Nam là chỉ có bắp thôi. Dạ. Bắp đi. Bắp Mỹ, bắp Việt thôi. Dạ. Đâu bắp Mỹ với lại bắp dẻo đó. Bắp dẻo. Bắp nếp. Đúng rồi. Thôi như vậy là chắc hai họ Ngô này cũng dạ. như là chắc là hai chi khác nhau. Đúng rồi. Đúng dạ, rồi. Đúng rồi. Đó, mà chị phải công nhận không, 28 tuổi. Đồng sáng lập. Đồng sáng lập. Một tập đoàn. Trời ơi, 28 tuổi, tôi là cái gì ở giữa thế gian người ta? Đâu, lúc đó em rần rần rồi. Cũng được, cũng được. Nhưng mà lúc đó là em là mối tình đơn phương với chị Thúy Nga. Chị nhớ. Biết ngay mà anh nghe nói điều đó. Hôm mấy đứa, cô Vân nói về cô Thúy Nga với chú là mấy đứa nghe cho vui thôi nha. Dạ. Đừng tin. Nhưng mà vui thật mà chú, vui thật ạ. Vui không? Vui ạ. Vui. Rất vui ạ. Rồi bây giờ mời vợ của Khánh giới thiệu về con nào. Dạ, con chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con họ tên đầy đủ là Vũ Thị Hoa. Và con thì sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Hiện tại thì đang sinh sống ở Hà Nội. Và con thì cùng với chồng con làm chung một công việc. Và cũng cùng tuổi luôn ạ. Cùng tuổi luôn? Hai đứa cùng tuổi. Dạ. Trời, mà sao chỉ có công việc. Thế có đồng sáng lập không? Hay dạ. là dạ. như thế nào? Dạ, cùng chức vụ luôn ạ. Ủa rồi, thế cái tập đoàn con là nghĩa là bao nhiêu người là đồng sáng lập? Cho đến thời điểm hiện tại thì có hai vợ chồng con ạ, cùng hai với lại chủ tịch ạ. Thế á? Dạ. Sao giỏi dữ vậy, chủ tịch con nhiêu tuổi? Chủ tịch con thì năm nay cũng rất là trẻ và cô rất là, thưa chị rất là đẹp. Và năm nay thì chị thì thực sự là bình thường thì con chỉ biết là chị hay chia sẻ là chị sinh năm 89 thôi. Còn thực sự là con cũng không biết được là thật sự là chị bao nhiêu tuổi nữa. Trời ơi, chủ tịch vì... nữ mà dạ, đẹp rất là trẻ, rất là đẹp. Trẻ nữa. 89 là năm nay khoảng ba mấy. Trời ơi. Đúng không? Dạ. Quá là quá giỏi luôn. Trẻ luôn. Chủ tịch. Rồi tôi nghe cái chữ chủ tịch thì một ốc luôn rồi đó. Dạ. Giỏi thế... quá luôn. Giỏi luôn. Em sử dụng cái sản phẩm của tập đoàn này chưa? Chứ chị sử dụng rồi. Ủa, tập đoàn mình là sản phẩm gì vậy con? Nhiều lắm, nhiều lắm. Thôi bây giờ con giới thiệu nhiều ha. À dạ, ở tập đoàn con thì có rất là nhiều những cái sản phẩm. Và ví dụ như là sản phẩm cô Hồng Vân đang mới sử dụng. Vâng ạ, đó chính là sản phẩm về tóc. Về tóc ví dụ đấy. Như là nó sẽ kích thích mọc tóc này. Rồi nó sẽ giúp cho là tóc của mình ngăn ngừa rụng này. Đúng rồi đấy ạ, con nghĩ là con phải tập ngay khách hàng kêu bằng khách hàng VIP. Ôi, em ơi, nếu mà khoảng chừng tới cuối năm nay
mà khán giả thấy là tóc em lún phún lên là thôi, thôi xong. Là tôi sẽ lấy cái tập đoàn này là bao nhiêu tỷ đây? Đây là một cái một KOL tiềm năng. Dạ. Nếu như chuẩn luôn chú. Tóc của chú mà mọc như dạ. Đàn con đấy ha. Thôi xong. Con có tin không? Là ra tận thế giới luôn chứ không phải dạ. Là trong nước đâu. Chuẩn luôn. Ấy. Con là worldwide luôn chứ dạ. Không phải là trong nội địa. Hay 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 đó con, hay đó, hay đó. Tranh thủ mà xong chương trình này mời tôi đi nhá. Dạ. Thôi chứ là chú cũng rất là muốn dạ. Để mà có được một cái mái tóc nó đầy đủ như chồng con. Nhưng tiếc rằng là nó không mọc nữa rồi. Nó không còn tranh tóc nữa con ạ. Dạ. Nhưng mà hy vọng khi mà chú sử dụng cái dạ. Sản phẩm bên con là sẽ có cải thiện nha. Dạ. Rồi dạ, bây giờ vâng chúng ta quay lại với chương trình. Dạ. Thì chú rất là muốn biết là trước đây dạ. Cơ duyên nào mà các con lại gặp nhau đó trong hàng vạn cô gái đẹp dạ. Ở miền Bắc sao con không gặp, con lại gặp Hoa dạ. Đó, và lần đầu tiên gặp nhau thì các con có ấn tượng gì về nhau? Dạ, nói về cái cơ duyên để gặp vợ con thì cái lần đầu tiên thì cái ngày xưa thì con cái lần đầu tiên quen vợ con đó là quen qua một cái người bạn thân của vợ con ấy. Thì cái thời đó thì con có làm một cái nhà hàng thì con hay làm thì cái bộ phận của con làm là hay ở trên tầng 2 á. Thì khi mà con làm trên tầng 2 thì nó có qua cái kính ấy chú cô. Thì con hay nhìn ra ngoài đường thì khi đấy rất trùng hợp tại vì vợ con hay đi đón bạn của con lúc 5 giờ chiều. Cái khi đấy là mình đang set up vào cái buổi tối thì mình hay nhìn ra thì con thấy vợ của con đứng ở bên đường. Đứng ở bên đường. Xinh ạ. Cái thời đấy gọi là xinh mà nó xinh theo cái kiểu như là trong trẻo á chú. Mà mùa đó là mùa gì nữa con? Con không nhớ là mùa nhưng mà hình như đâu đó vào tháng 7, tháng 8 ấy ạ. Mùa thu Hà Nội. Ôi rồi, Hà Nội, thôi xong. Con nhìn qua cửa kính thì con gần như là con đứng kết hình lần đầu tiên rồi. Đứng hình con tại như vì chết liệt nửa người rồi con ơi. Rồi sao nè? Cái cảm giác đầu tiên của con lúc đó là con nhìn thấy một cái cô gái dễ thương. Một cái cặp mắt là lúc đó là mắt vợ con nó tròn lắm. Không, mắt này ơi xin đừng chết chát cha. Cái ngày đó là vợ con mập hơn bây giờ một xíu. Mắt tròn hơn bây giờ. Mắt tròn hơn bây giờ. Thì con gần như là bị cuốn hút bởi cái gương mặt và cái thần thái đó. Rất là dễ thương và rất là mắt rất là tròn. Có nghĩa là khi ấn tượng đầu tiên con thấy vợ con gần như là sấm sét cú sét cái tình. Còn bạn này thì sao khi mà con gặp chồng con? Nếu mà để nói về lần đầu tiên thì thật sự là lúc đấy con cũng gần như không chưa có cái gặp, ấn tượng tại vì gì. Anh đứng ở trong mà đúng không? Vâng ạ, trong những lần đấy là con không biết ạ. Nhưng mà cái lần đầu tiên gặp kia cơ. Dạ, còn trong cái lần đầu tiên đấy là khi mà được gặp gỡ nhau thông qua cái người bạn đó. Một cái bữa ăn tối thì lúc đấy con nhìn thấy anh ấy thì thật sự là chỉ thấy là trông cũng cao ráo, trông cũng được. Về ngoại hình á, rồi trắng trẻo. Mỗi vậy thôi chứ còn con cũng không có thấy kiểu ấn tượng theo chả kiểu thích gì nào. Cũng chả chết liệt mẹ người mà đúng lúc đó là dạ, tình trạng rồi. Của các con là đang chưa có người yêu hay là đang có người yêu? Con thì là lúc đấy cũng chưa có người yêu. Dạ, chia tay người yêu cũ chắc tầm lâu lâu rồi. Con thì cũng sao? Đang độc thân á, chưa người yêu ạ. Như vậy là hai con tim phải tìm đến nhau thôi đúng không? Rồi sau đó khi nào thì mới bắt đầu có cơ hội để gần gũi tiếp cận nhau? Cái cơ hội thì nó chắc chắn là từ con rồi. Cái cơ hội thì nó dữ dằn hơn cô chú ạ. Nói về cái đó thì nếu mà nói về chuyện vui chuyện buồn thì con nghĩ đó là chuyện buồn. Ủa sao vậy? Bắt đầu từ chuyện buồn. Đâu? Tại vì sao? Cái cơ hội mà con có thể tiếp cận vợ con đầu tiên đó là vợ con bị tai nạn. Ai có hả? Vợ con bị tai nạn. Vợ con là vợ con bị gì? Kể đi. Con bị ngã xe máy á. Thì cái khi đó thì lúc đó thì con nhớ là cái năm đó là 2014. 2014 thì khi đó là hai vợ chồng con đang đều là sinh viên. Thì con thì đi làm thêm ở nhà hàng và vợ con thì đang là sinh viên học ở trường kinh tế kỹ thuật công nghiệp của Hà Nội. Thì cái buổi chiều ngày hôm đó thì con cũng không hiểu tại sao thì lại có cái cuộc gọi đến đó đến cho con. Tại vì vợ con bị tai nạn thì sau khi vợ con ngã xuống thì vợ con ngất đi, bất tỉnh đi. Thì con cũng không hiểu vì một cái thế lực nào đó, vì một thế lực nào đó mà lại gọi cho con, lại gọi được cho con. Lại gọi được cho con trong khi có nghĩa là trước đó thì hai đứa đã bạn bè với nhau rồi, đã có số rồi. Nhưng mà con không hiểu tại sao cái cuộc gọi đó lại dành cho con lúc đó. Không hiểu. Thì trong vô thức của con thì con nhận được cuộc gọi thì con chỉ biết là phi thật nhanh tới thôi. Rằng là con tới và con đưa vào viện. Con không có nghi ngờ một cái gì cả. Con không có nghi ngờ gì một cái gì nhưng cả. Nhưng mà là vợ con gọi hay là một người lạ nào gọi cho con? Một người lạ gọi. Tại vì khi đó vợ con ngất rồi mà. Con tới đưa vào viện và con làm thủ tục nhập viện. Rồi những cái quãng ngày sau đó khoảng một tuần đến 7 đến 8 ngày sau đó thì con cũng tới và chăm sóc luôn vợ con luôn. Và không ai chăm sóc cổ à?
có những người bạn nhưng con cũng vẫn nhiệt tình có thời gian chăm sóc luôn. Và sau những ngày đó thì con tự nhiên con không biết là con yêu vợ con sâu đậm hơn từ lúc nào nữa luôn. Đúng rồi. Tại vì còn, thật ra là bạn đã có cảm tình với bạn này trước đúng đó rồi, xem xét rồi. Và đây là một cái cơ hội để bạn có thể thể hiện được cái tình cảm của bạn dành cho bạn này. Đúng không? Vấn đề là con thôi. Con thì thế sao? Con thì sao? Trong cái quá trình mà thiếp đi và khi mở mắt ra thì cái người đầu tiên con thấy là ai? Lúc đấy thì chính là chồng con bây giờ. Có nghĩa là con mở mắt ra là con đã thấy ôi cái khuôn mặt nó khá là thân thuộc đúng không? Không không, tôi hỏi nè, nó có giống trong phim không? Là con có cảm nhận là có ai đó bế mình lên không? Con bế vợ con lên không? Cái lúc đấy thì chắc là một người khác rồi, con có cảm nhận được. Với lúc đấy kiểu đang mông lung hoang mang vì mình đang bị ngã rồi mình bị choáng. Là con vô trong bệnh viện là vợ con đang nhập viện rồi đúng không? Đúng rồi, hiểu rồi. Thế rồi sao con mở mắt ra không thấy chồng khi con? Khi mà con thấy chồng con thì trời ơi, chồng con rất là nhiệt tình. Mặc dù bên cạnh lúc đấy là cũng có một còn một người nữa ngoài chồng con, nhưng mà anh ấy thì kiểu lăn xả. Và sau đấy thì chăm sóc rồi mọi thứ, nên là thực sự là con cảm thấy cực kỳ an tâm ở cái thời điểm đó. Mặc dù là lúc đấy chỉ là bạn bè thôi. Rồi sau khi mà con hết bệnh, con xuất viện thì bắt đầu là chắc chắn anh phải có những cái lời mời đúng không? Đến thăm nè, xong rồi là cũng là trái cây nè, cũng đồ ăn thức uống nè, thuốc thang nè. Rồi sau là lời mời. Đi đâu? Hoặc là lời đi mời đâu đầu đó tiên. Để cho giống như khuây khỏa chẳng hạn. Lời mời đầu tiên là đi đâu? Lời mời đầu tiên thì nhiều lắm ạ. Thực sự nếu mà nói lời mời đầu tiên thì nhiều lắm ạ. Tại vì thường thì cái quãng thời gian đó thì sau cái ngày đi làm của con á, thì con thường kết thúc vào 10:30 đến 10:30 đến 11 giờ đêm. Thì con hay rủ vợ con đi uống nước này, hay là đi ăn đêm này. Thì khi đó thì bắt đầu cái mối quan hệ nó xích lại gần nhau hơn và nhiều hơn. Đó, rồi bắt đầu có những chuyến đi xa không con? Chưa, lúc đấy chưa đi xa, lúc đấy chưa đi xa. Rồi thì đến khi nào thì con mới tỏ tình với con? Bao giờ mới là đi xa? Nếu mà thực sự nói đến bây giờ tỏ tình thì con chưa có một lời tỏ tình nào cụ thể với con. Các bạn này rơi trường hợp mà gọi là lúc đó tụi con là mấy tuổi? Lúc đó là 2014 thì con là khoảng 19 tuổi ạ. 19 tuổi. Giờ chú hỏi nè. Hai đứa đi chơi vào cái giờ mà người ta đang ngủ rồi. 11 giờ rưỡi khuya tụi nó mới đi chơi với nhau. Thì chắc chắn là phải đi dạo bờ hồ, ăn chân gà này nọ được. Có. Trời, và giữa một cái trời Hà Nội, trời lạnh lẽo thì chắc chắn là phải có những cái ôm và phải có những cái tay, cái tròn ở phía sau nắm tay. Đó là tỏ tình. Thì con và vợ con có những cái cử chỉ đó không? Chưa, khi đấy thì chưa. Chưa luôn. Tại vì khi đấy con đi cùng những người bạn nữa. Cho nên cái hành động đấy bọn con chưa có. Mãi cho tới cái lần đó thì bọn con cũng chưa yêu nhau đâu ạ. Thì con có mạnh dạn. Cái lúc đó là mình nghĩ rằng là mình tỏ tình rồi. Nhưng mà thực ra mình lúc đó là con cũng ngại ạ. Bản chất con cũng ngại cho nên không biết thế nào. Thì con có rủ vợ con về quê của con ở Thanh Hóa ấy ạ, chơi. Thì cái là quê của vợ luôn mà. Vâng ạ, nhưng mà hai quê bọn con cách hai cánh nhau. Đấy rồi. Cách xa nhau. Thì con về quê chơi thì không hiểu mẹ con hiểu kiểu gì. Thì hai người bạn về chơi nhưng mà mẹ con lại hiểu rằng hai đứa yêu nhau rồi. Hai đứa yêu nhau rồi, về ra mắt. Thì mẹ cũng rất là ủng hộ và mẹ cũng rất là nhiệt tình. Rất nhiệt tình. Thì cho tới cái lúc tối ấy cô, lúc tối đó là một lúc quan trọng. Lúc tối thì ở quê mà cô, nhà quê mà. Thì nhà con thì ở quê thì cũng một vùng quê nghèo á. Thì nhà thì không có nhiều phòng đâu chú, đâu cô. Thì vợ con mới chào là con đi về đấy ạ. Thì cái lúc đó là con chở vợ con đi ra để đi bắt xe đi về. Nhưng mà lúc đó không, bọn con lại không về. Ai có không xe về? Nhưng mà con không về ạ. Con không về? Con không về ạ. Muốn sao về? Không về ạ. Mà cái lần đó là chốt luôn là yêu nhau. Không. Nhưng mà tối đó ngủ ở đâu? Tối ngủ ở ngoài ạ. Ngoài, ở ngoài đình hay là ở ngoài đồng? Ở ngoài khách sạn ạ. Đó. Rồi đêm đó làm sao? Mướn hai phòng hay là một phòng? Nãy cháu nó chốt hạ rồi đấy. Một phòng là hai giường hay một giường? Một phòng hai giường luôn chú. Hai giường luôn ạ. Ở đêm đó. Nhưng mà một giường là để đồ, để đạc, thế còn một giường là để ngủ đúng không? Đúng không? Thì đấy, chuyện đã phải đó, như thế thôi. Có cái chuyện gì xảy ra không? Đêm đó thì là một đêm tuyệt vời ạ. Mà cái chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Phải đến thôi con nhỏ chứ không thì mình lại không có bản lĩnh đàn ông thì có mà chết. Dạ. Nó nghe. Nó rất hào hứng ở chỗ này. Tức là nó có nhanh không hay là gần sáng mới là tuyệt vời. Tại vì rất nhiều cặp vợ chồng đã đến đây chia sẻ những câu chuyện đã vào tận nơi rồi, nhưng mà mãi tới 5-6 giờ sáng mới
mới có thể làm việc được đó. Thì con thì như thế nào? Con thì nhanh ạ. Nhanh à? Con thì nhanh ạ. Ừ. Con thì nhanh ạ. Nói chung là mình phải gọi là khi mà mình đã quyết rồi thì là đánh nhanh, coi như là diệt gọn thôi. Dạ, thì các nhanh, con là tuổi trẻ mà. Dạ. Tuổi trẻ thì phải tài cao chứ chị. Đúng không? Nhanh như làm gì cho nó mệt mỏi. Phải nhanh như cơn gió. Đúng rồi. Không nhanh như cơn gió. Nhanh như cơn gió luôn. Không ạ, không nhanh như cơn gió. Đó. Đoạn nào cần chậm thì sẽ chậm ạ. Ừ. Như thế có nghĩa là ngày hôm đó là hai đứa gần như là chính thức là của nhau rồi, yêu nhau rồi và không cần phải nói một cái lời nào. Tức là hành động thôi, nói năng gì cho nó mệt. Rồi qua hôm sau là quay về Hà Nội hay là tiếp tục ở thêm ở khách sạn nữa? Qua hôm sau thì bọn con ra Hà Nội luôn ạ. Qua hôm sau bọn con ra Hà Nội luôn. Thế rồi cái lần mà con về nhà bạn này thì sao? Có về không? Sau lần đấy thì về nhà bên bạn gái không? Dạ có. Có sau tiện lần... đường về nhà luôn á. Sau lần đấy thì một bọn con yêu nhau và một khoảng thời gian lâu sau nữa thì con mới về nhà vợ con chơi. Thế rồi gia đình bên con thì sao? Với cái chàng rể đáng yêu như thế này. À, gia đình bên con thì rất là ủng hộ ạ. Dạ. Thế bên đây ta ủng hộ đấy thì. Vâng. Và đây là cái người đầu tiên khi con đưa về, xong rồi ba mẹ con ủng hộ vô cùng luôn. Đấy, bởi vì lúc đấy thì mình cũng được gọi là lớn rồi. Mà nhưng mà cũng chưa có nói rằng là ở đây là người yêu của con hay như nào, con chỉ chia sẻ là ở đây là bạn của con thôi. Nói chung là các con đã được một cái sự ủng hộ từ phía gia đình. Dạ đúng rồi. Mẹ thừa biết nhỉ. Dạ đúng. Mẹ rồi. Thừa biết thì con có mang ai về bao giờ đâu. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và đó là một cái điều rất là tiện. Dạ. Nhưng mà cái này là con khi mà đến gần với nhau rất là chơi chiêu với con luôn đấy ạ. Tại vì là trước đây thì khi mà có một ai đấy đến gặp con xong rồi bắt đầu kiểu thích mình hay là tán tỉnh mình hoặc là nói một vài lời để mình cảm nhận được, là thường những trường hợp đấy là con sẽ kiểu chặn luôn. Con sẽ kiểu không thích và mình sẽ không nói chuyện nữa. Nhưng mà chồng con thì nguyên cả một cái quãng thời gian từ trước đấy quen ấy, thì giống như hồi nãy chồng con có chia sẻ với cô chú đấy, là khi đi cùng nhau không có ôm, không có hôn, không có nắm tay hay là không có chia sẻ là anh yêu em hay gì hết. Mà như kiểu là những người bạn thôi. Và luôn luôn thậm chí là đi cùng nhóm những người bạn với nhau, chỉ là kiểu hay đi chung với nhau, ai để anh đến đón em chỉ dừng lại ở đó. Và cứ quan tâm những cái cử chỉ rất là nhỏ bé. Thì chính những cái điều đấy nên là làm nó chạm đến con. Hay. Đấy. Cho nên là thật ra nếu có duyên thì cái gì đến nó cũng sẽ đến. Dạ đúng rồi. Đó. Thế có nghĩa là tụi con yêu nhau một cách suôn sẻ, một cách gọi là nhẹ nhàng say đắm và cứ thế là tiến đến hôn nhân thôi, hay là có những cái trục trặc sóng gió gì không? Có chứ cô. Có. Sao? Chuyện gì? Nói cô nghe xem, là tự nhiên lúc con trùng xuống, tự nhiên hỏi chuyện nó mặt con trùng xuống, phải chăng là nguyên nhân từ phía con? Từ phía con ạ. Đấy, biết ngay mà. Sao nào? Lại một câu chuyện buồn nữa cô chú ạ. Đấy. Chuyện buồn nữa à? Vì... sao cô cứ mang những câu chuyện buồn thế? Nói đến câu chuyện đó thì con nổi da gà luôn ạ. Sao? Nói tại vì nghe. Đó là có lẽ là một cái sai lầm lớn của cuộc đời con. Ừ. Nó rơi vào cái thời gian đúng cái trước cái khi nhá. Trước cái khi mà vợ chồng con chuẩn bị cưới nhau. Đó là vợ chồng con cưới nhau vào cái đầu năm 2019. Thì nó đâu đó cách cái khoảng thời gian con chuẩn bị cưới nhau nó khoảng tầm 3 đến 4 tháng ạ. Thì con có những cái mối quan hệ ngoài luồng. Đánh đùng một phát thì tự dưng lại vớ va vớ vẩn với một người khác đó. Nhưng mà là trước khi cưới đúng không? Trước khi cưới 3-4 tháng đó. Trước khi cưới 3-4 tháng á. Thế rồi sao nữa, nó kể cô nghe. Tại vì sao? Tại vì cái quãng thời gian đó vợ chồng con từ những cái năm 2014 mới yêu nhau thì vợ chồng con về làm cùng nhau, làm cùng một công việc với nhau đến tới bây giờ luôn. Thì cũng làm cùng nhau từ 2014 tới cái quãng thời gian đó. Thì cái quãng thời gian đó thì gần như là từ cái năm 2014 tới đấy thì bọn con làm ăn rất là phát đạt. Và làm ăn gần như là hai đứa về với nhau thì nó rất là phất lên ấy ạ. Rất là phất lên và rất là gặp nhiều may mắn. Thì tới cái năm 2018, 2017 ạ, chính xác 2017 thì vợ chồng con lại quay ra, con mở nhà hàng. Con mở thêm một cái chuỗi nhà hàng. Thì cái khi đó thì làm nhà hàng thì cái công việc nó khác và cái môi trường nó khác. Thì con gần như là đi từ sáng tới tối khuya mới về. Thì trong một cái quãng thời gian nó dài thì hai vợ chồng không được tìm với nhau được tiếng nói chung. Và hai vợ chồng không có tâm sự với nhau được nhiều, mà cộng với cái công việc là con sở chết công việc của con mà vợ con cũng gần như là cũng sở chết với công việc của vợ con. Tại vì cái quãng thời gian đó là vợ con đã lên những cái doanh số và công việc đã phát triển rất là to rồi. Rất là to rồi. Thì khi đó con chỉ hối hận một điều rằng là mình không có đủ bản lĩnh để vượt qua, cũng như là mình không sống chậm lại một chút để mình hiểu, thực sự phải dùng cái câu là mình hiểu vợ mình. Tại vì mình có hiểu được mình mới thương được. Mà lúc đó con đã đi quá giới hạn. Say nắng hay là có say nắng ạ? Quá đi quá giới hạn luôn, đi rồi quá giới hạn, không còn say nắng đâu. Đi quá giới hạn ạ. Và đến ngày hôm nay thì con vẫn vợ con phát hiện. Con phát hiện hả? Có vợ con phát hiện. Rồi bây giờ chắc phải hỏi Hoa đi. Đã. Sao tại sao con lại phát hiện?
Con phát hiện cũng thông qua một cái người bạn khác. Thì khi mà con nhận được thông tin là chồng con gọi là cắm sừng con đó, thì thật sự ban đầu con không có tin đâu, vì con cực kỳ tin tưởng chồng và chồng rất yêu thương, rất là chiều chuộng. Nhưng sau khi mà con tìm thấy những cái bằng chứng thì lúc này con bắt đầu con tin rồi. Và sau khi con tin thì con tiếp tục đi tìm hiểu xem nó như thế nào. Nhưng mà đúng là khi mình càng tìm hiểu thì mình càng cảm thấy đau ấy ạ. Bây giờ thì nó đỡ hơn rất là nhiều rồi, chứ thời điểm đấy con khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà chồng con không có biết, thậm chí con vẫn âm thầm để cái chuyện đấy ở bên trong con đến tận một tháng luôn. Bởi vì con muốn tìm hiểu mọi thứ nó phải rõ, thật là rõ ngọn ngành, để sau đó có cơ hội để ngồi nói chuyện với chồng con. Thì sau đó thì đến lúc mà con thấy mọi thứ nó quá là rõ ràng như vậy rồi, thì con bắt đầu con mới ngồi lại để chia sẻ, để hỏi, để nói chuyện với chồng. Mặc dù ấy, con nhớ mãi cái thời điểm là trước cái lúc đó, trước khi con nói ấy ạ, là cái ngày mà còn đưa hai bên gia đình đi chơi cùng với nhau, đi du lịch cùng với nhau, có nghĩa là cái mối quan hệ và chuẩn bị về để cưới mà. Đấy, nhưng mà khi mà trời ơi, con chỉ khóc, và thậm chí là sau đấy là còn đưa cả anh mời bảo là thôi anh đi ra khỏi nhà đi, bởi vì lúc đầu là cứ bảo là con sẽ không đồng ý đâu, con sẽ quyết định là con sẽ chia tay. Đấy, lúc về nói chuyện với nhau á, thì lúc đấy bởi vì anh ấy nhận luôn mà, không thể chối cãi được. Bảo anh đã làm điều gì sai với em. Đấy, thì khi mà nhận thì chia sẻ, nhưng mà lúc đấy con không thể chấp nhận được cái sự không tha thứ. Dạ, đúng rồi. Thực sự lúc đấy con quyết tâm lắm. Con nghĩ rằng là cuộc đời mình đối với lại anh này là sẽ dừng ở đây. Chắc chắn là không có một cái gì cứu vãn được. Và con thể sự hiện cái sự quyết tâm đấy đối với chồng con. Và điều gì đã cứu vãn cho con? Con đã làm gì? Dạ. Con cảm thấy rất là may mắn. Cái lúc đó con cảm thấy rất là may mắn. Khi bên cạnh con có những người như là bố mẹ của con, và cũng như là bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Bố mẹ bên làm vợ. Và có những người như là người sếp của con và bạn bè của con cũng đã. Khi đó thì thực sự là gần như là con được bất đồng tâm. Thực sự tại vì mình quá xa rồi. Và lúc đó cái lúc mà vợ con bảo là anh đi ra khỏi nhà đi, thì con cũng ngậm ngùi con đi thôi ạ. Tại vì mình không còn một lời nào để nói nữa. Mình sai mà. Mình sai. Nhưng mà con lúc đó con nhớ mãi một câu chuyện đến bây giờ con vẫn nhớ như in. Đó là con đi ra ngoài và con đi ra khách sạn con ở. Thì con có nhắn với bố vợ của con bây giờ đấy ạ. Con có nhắn với bố một cái dòng tin nhắn như thế này. Con bảo là bố ơi, đầu tiên là con bảo là con xin lỗi bố. Thì bố ơi, chắc có lẽ cuộc đời này con không còn may mắn để được làm con rể của bố nữa. Rồi con kể ra câu chuyện của con mà con thú tội với bố. Thì khi đó khoảng tầm 2 phút sau bố con không nhắn tin lại. Bố con có đọc nhưng không nhắn. Và bố con có nhắn lại một câu như này. Bố con bảo là cái chuyện mà yêu đương thì đó là việc của hai đứa. Nhưng nếu thật sự yêu thương nhau thì cũng phải ngồi lại mà giải quyết. Và sau đó con cũng có gọi điện và có nhắn về cho bố đẻ của con á. Và bây giờ hiện tại thì bố đẻ của con cũng đã mất rồi ạ. Thì con nhắn tin vào cho bố con trong đêm. Thì ngay lập tức đêm hôm đó khoảng tầm, con nhắn về lúc khoảng tầm 10 giờ đêm. Thì khoảng tầm 1 giờ sáng á, cỡ hơn 12 giờ, hơn 1 giờ sáng á, thì bố con chạy từ quê ra Hà Nội luôn. Thường thế. Và cái sáng hôm đó thì bố con có gọi con về. Thì hai vợ chồng ngồi với nhau. Thì lúc đó con cũng chỉ có biết cúi mặt xuống thôi. Con cũng chỉ có biết cúi mặt xuống thôi. Thì không có nói gì hết. Mà khi đó vợ con đang khóc. Thì bố con có xin lỗi vợ con. Và bố con có giải thích cũng như là bố con có khuyên can. Nhưng mà lúc đó cái câu chuyện cũng nó vừa mới xảy ra thôi. Thì vợ con cũng có vâng. Và nhưng mà cái câu chuyện nó mới xảy ra thì thực sự là để mà bảo tha thứ ngay thì nó không thể. Thực sự nó không thể. Thì cái quãng thời gian đó bọn con có chia tay một tuần ạ. Chính xác là có khoảng chia tay một tuần. Thì sau đó một tuần sau thì con có nhắn tin cho sếp của con bây giờ á, là mời sếp vô luôn, và những người bạn khác nữa. Và những người bạn khác nữa thì có nhắn tin cho vợ con. Và đặc biệt cái lần mà quyết định bọn con có thể quay lại với nhau và con có cơ hội lại á, là do người sếp của con hiện tại bây giờ. Thì con có nhắn tin nhờ sếp. Con có bảo là chị ơi, bây giờ hai vợ chồng em chuẩn bị cưới nhau rồi, mà em cũng rất yêu vợ em. Nhưng mà cái quãng thời gian này em có gặp vấn đề như vậy, và câu chuyện của em đến với em như vậy, thì thực sự em không đành lòng. Thực sự con dùng từ không đành lòng. Tại vì yêu mà chú, yêu mà cô. Cho nên con có nhờ sếp con gọi hai vợ chồng con ra. Và sếp con có tâm sự. Và cái lần đó ngồi quán cà phê, thì vợ chồng con phải viết bản cam kết. Con viết bản cam kết với vợ con. Và cái lúc đó thì con không biết là vợ con tha thứ cho con chưa. Nhưng mà vợ con có gật đầu để cho con được phép quay lại và sửa cho sai. Cho anh cơ hội đó.
con được phép có một cơ hội. Và đến bây giờ thực sự con phải cảm ơn cái cơ hội đấy rất là nhiều, tại vì nó gần như nó như là một cú tát vào mặt con. Và gần như là cứ mỗi lần ra quyết định gì đấy trong cuộc đời, từ lúc đấy đến bây giờ thì con đều nghĩ về những cái lần sai lầm đấy của con. Và ngày hôm nay thực sự qua chương trình này con rất là xúc động, và qua chương trình này thì con cũng muốn gửi tới vợ con một cái lời xin lỗi, một cái chân thành. Xin lỗi chân thành. Và một lời hứa như thế nào? Anh xin lỗi vợ rằng cái quãng thời gian đó anh đã sai lầm với vợ rất là nhiều. Và ngày hôm nay anh ngồi ở đây, anh muốn xin lỗi vợ một lần nữa. Lúc đó kiểu như con thấy cũng tội, không có ai chở đi chơi nè, rồi thấy cũng an toàn các bạn rồi, nên con có đi theo con chở đi chơi gì đó. Lúc mà con đi với anh này 2 tuần lễ còn lại á, có lúc nào mà con gặp cái một trong hai cái người bạn gái mà anh này chọn trước không? Trời ơi, sốc cái đó là con cãi nhau á, con định chia tay luôn rồi. Cái đêm đó cũng là cái đêm con đi làm ra trễ, xong rồi con định là không ghé đâu, con nói không ghé. Thì tự nhiên con lại thấy buồn, con muốn ghé để gặp chơi. Xong rồi thì con chạy qua thì con đứng, ảnh ở cái khách sạn kế bên công viên 23 tháng 9 á. Thì con đứng ở bên đó, con định chạy qua đường thì con lại thấy ảnh đi ra, ảnh đón một cái cô gái đi trong xe taxi đi xuống mà lại dẫn vô trong cái phòng khách sạn luôn. Con đứng hình luôn, con đứng còn theo dõi. Xong rồi 5 phút sau à, con thấy đưa ra lại đi về. Con nhanh vậy. Xong cái con hỏi anh, con nói trời ơi, sao anh lại dẫn người khác vô mà lúc đó là tỏ tình rồi. Cũng không phải tỏ tình mà là đã thể biết hiện rồi. Mà lại dẫn cái cô khác đi vô trong nhà nữa. Cái anh nói thì đâu có gì đâu, thì anh nghĩ bạn bè cái nhà, anh coi đến về nhà của anh thôi, anh vô anh gặp một tí xíu rồi nói chuyện thôi rồi chào thôi chứ không có gì hết. Thì lúc đó con cũng giận lắm, con nói không có vậy là không được, thì con rồi chia tay tùm lum tà la gì đó. Nhưng mà con có hỏi là anh làm gì mà anh vô phòng mà sao vô gì mà có 5 phút ra vậy? Anh kêu nói chuyện thôi chứ không có gì hết á. Con cũng giận một đêm, con về xong rồi mai con lại hết. Phải hỏi Hải nè, cái cô đó là cái gì của em? Đó là bằng thôi. Nếu mà nói chuyện ít như vậy, tại sao không nói chuyện ở dưới sảnh luôn? Dạ, tại con tưởng ít như vậy thôi, không có gì. Trời ơi, bây giờ mà nói chuyện còn như vậy thì cách đây 10 năm, lúc mới về chắc không có nói được chữ tiếng Việt nào đâu hả? Nói phải để ý lắm mới nghe được. Nói chuyện kiểu vậy là làm biến ghen luôn á. Cãi lộn được. Không có cãi được, cứ hỏi là cứ thì đó thì chứ vậy thôi. Bây giờ sao? Vậy thôi. Cái đó chỉ là vậy thôi. Đúng không? Dạ. Từ lúc mà con gặp ảnh cho đến lúc hai đứa quen nhau là trong vòng có 2 tuần thôi. Dạ con không tới được. Con gặp nói chuyện thì trước đó rồi, nhưng mà lúc mà anh về thì cái thời gian anh ở sắp về là còn có 2 tuần thôi. Thì cái thời gian đó con gặp xong á là lúc mà chở đi chơi á, về tới thì ảnh qua đường ảnh lại hôn lên trên má mình một cái đó. Thì lúc đó mình lại nghĩ là ảnh có cảm tình với mình rồi, anh có muốn mở đèn anh cho mình biết rồi đó. Trong vòng 2 tuần ngắn ngủi đó thôi á. Xong rồi Hải về Pháp. Rồi bao lâu Hải mới quay lại Việt Nam? Như năm sau ấy. Một năm mấy đó. Năm mấy. Wow. Yeah, một năm là các bạn coi như là yêu xa nhau. Đợt đó thì con cũng không nghĩ là con sẽ yêu xa như vậy đâu. Mà con thì con biết trên Facebook của ảnh cũng có quen nhiều cô gái chân dài đẹp khác. Thì cũng thấy có lưu lại hình rồi comment này kia, thì con thấy con cũng sợ. Mà cái thời gian đó thì hai người cũng tính sẽ là chuẩn bị giấy tờ để có thể một năm sau hơn để về đó, là lo làm giấy, nộp giấy rồi kết hôn. Một năm mấy sau là về nộp giấy là mấy tháng là có đám cưới luôn. Kết hôn xong là tháng 5 kết hôn, là tháng 9 là con đi Pháp luôn. Ủa nhưng mà rồi sao các bạn lại không tiếp tục ở bên Pháp mà lại về Việt Nam? Tại vì con đi qua bên Pháp á, thì cái thời gian đó con mới qua là con cũng đi lấy hàng, con gửi về con bán như vậy đó. Thì một thời gian đâu một năm mấy á, thì con định bút vé là để con về con thăm gia đình thôi, hai chồng về thăm gia đình thôi. Nhưng mà về bên đây thì cái công việc của con khách mua nhiều á, rồi khách muốn con ở đây để có thể tư vấn chăm sóc nhiều hơn á. Rồi con thích ở đây, cái môi trường ở đây, rồi có thể con mua nhà ở đây nè. Rồi chồng con cũng thích đồ ăn ở đây nữa, nên là con bỏ vé không về luôn. Con ở lại đây luôn. Rồi Hải cũng chịu luôn. Dạ Hải chịu luôn. Bị ép đấy. Con thích món gì ở đây nhất? Món gì ở Việt Nam nhất? Bún thịt nướng, bún chả Hà Nội. Các loại bún. Thích ăn bún. Dạ. Các loại bún đúng không? Dạ. Nóng mắm. Thôi bây giờ chúng ta đến với phần hấp dẫn nhất đi. Dạ. Đó là phần khui tật xấu. Cái này con thích nhất, con chờ đợi tới ngày nay đấy. Chờ đợi đúng không? Thôi bây giờ con nói trước luôn. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì nè? Chồng của con là nhiều tật xấu lắm, nhưng mà về với con thì cũng bớt rồi đó. Nhưng mà con kể những cái tật này nè, ảnh là hay đánh rắm, hay thả bom á, nó hay chọc con á, nó hay chọc con á. Ảnh nó là hả kiểu như thích mặc cái bộ đồ nào á
mặc thích cái áo đó rồi là mặc hoài luôn cô. Kiểu như nó có rách, nó có giãn á, cũng mặc luôn. Xong rồi á hả, ảnh mà đi chơi ở đâu á như con á thì con thích diện đồ, còn ảnh thì ảnh thích thoải mái. Ảnh mặc một bộ đồ cái gì quần thun rộng rộng chút xíu, xong rồi áo con thun giãn giãn mát mát một xíu mang giúp Lào. Rồi còn gì nữa nè? Dạ, tánh của ảnh thì vô tư lắm. Nhưng mà có nóng tính không? Dạ có, ảnh là hài thì cũng hài lắm, nhưng mà nóng thì cũng nóng dữ lắm luôn á chú. Ví dụ mỗi lần mà tới cái cơn mà nóng giận lên thì ảnh thể hiện như thế nào? Nóng tính đặc biệt là không bao giờ đánh đập con hết, mà chỉ có hét lên thôi. Hét lên rất là sợ. Hét sao đâu hả? Chửi tiếng Pháp á, chửi tiếng Pháp á. Merde, putain de merde. Là cái âm lượng là cỡ đó rồi hả? Dạ to lắm, to gấp. Đâu đâu thử coi, đâu cái lúc putain, merde. Rồi lên nào. À, hiểu không? Dạ, anh chửi tùm lum tà la giống như là khốn nạn rồi vậy đó. Chửi đi, vừa không hiểu vừa tức thân. Không phải đâu. Lúc mà anh vô cái thế tức rồi anh không có nhớ tiếng Việt nữa, cho nên anh phải chửi tiếng Pháp đúng không? Anh có lãng mạn không? Người Pháp là cực kỳ lãng mạn. Nhưng mà anh, thì anh ấy là sao? Trái ngược. Con cũng nghĩ là lãng mạn đó, nhưng mà không có lãng mạn đâu cô ơi. Thường thường anh không bao giờ anh nói yêu con hay thương con nhiều như thế nào đâu, mà hành động thì mình biết thôi. Ví dụ như hả, mỗi lần mà có một cái bộ phim gì đó mở sẵn anh chờ con vô xem chung á, thì mới coi, không thôi cái để dừng đó. Còn ăn một cái món ăn gì đó thì lúc nào cũng chừa cho con rồi gấp cho con ăn vậy đó. Ủa cái đó là lãng mạn mà. Bé này chắc lẽ là thích cái kiểu mà lãng mạn mà thích, mà kiểu mà đó. Lãng mạn Hàn Quốc đó, đúng không? Hoa cỏ mùa xuân rồi này kia phải không? Nhảy nhót ngắm hoàng hôn. Dạ cái đó không bình có minh. Không có đúng không? Nhưng mà những cái hành động nhỏ như thế có thể gọi là lãng mạn thì cũng có một cái niềm vui riêng cho con. Chết rồi, vậy là chồng con không có cái tật xấu gì hết trơn á, rồi sao ta? Chị con có mong muốn chồng con thay đổi gì không? Mong chồng con kiểu như suy nghĩ nhiều hơn một tí xíu thôi, hơi vô tư á cô. Vô tư tức là bớt vô tư vô tâm lại ha. Bây giờ tới Đình Hải đó, vợ con có những tật xấu nào? Chửi con hoài, chửi con hoài. Con bị tự kỷ luôn không? Cũng mệt. Mệt chửi hoài. Ví dụ như những chuyện gì mà khiến con làm mà khiến cho vợ con bực mình và chửi con? Thì con hay làm biếng á. Vậy là hồi nãy con không kể cái tật xấu làm biếng. Con á thì con sẽ chốt đơn hàng này kia nè, thì nhiều khi ở trên chung cư cao á thì ship sẽ tới giao hàng nè, rồi lấy hàng này kia á, thì mỗi lần mà trưa trưa nhiều khi con mệt á, cái ship tới gọi đây điện lấy hàng á, thì con kêu ảnh thì ảnh đang ngủ, con kêu á thì ảnh quạo, ảnh kêu đang ngủ mà kêu xuống lấy hàng á, thì cứ con ngày nào con cũng tới trưa là con dạy kêu dậy đi lấy hàng thôi, cái quạo con. Quả con cái con chửi. Dạ con chửi, con nói phải viết phụ lúc, chứ lúc con chưa mà chửi người ta ngủ mà đúng không? Ngủ không? Không đi ngủ. Đúng rồi. Con nói tiếp đi, còn cái gì nữa? Không có gì khác nữa. Chỉ có cằn nhằn. Hay chửi. Mà có qua có lại mà, tại con làm biếng nó mới chửi con mà. Đi toilet con chửi rồi. Hả? Đi toilet con chửi. Ngồi toilet lâu lắm luôn. Tại vì nhiều lần á, nên sao đi toilet bởi rồi. Đi toilet lâu không? Bao lâu không? Dạ. Bác ý thì đi toilet thôi, không phải con trộm đi toilet đâu, đúng không? Anh có biết dùng cái từ khác được không? Không có sao cả. Người ta đi nhiều lần cũng chửi người ta nữa. Mà một ngày đi mấy lần nữa? Chắc cũng hai ba lần. Hai ba lần. Một lần bao lâu? Sáng dậy đi ế. Ăn sáng xong đi. Ngủ trưa dậy xong đi ế nữa. Nên bị chửi rồi. Cũng chửi. Bị chửi rồi. Trời ơi, người ta tiêu hóa tốt. Ở trong nhà